Kính thưa quý vị, tin từ New York, Hoa Kỳ, bảo tàng sáp Madame Tussauds ở New York triển lãm hai tượng sáp của nữ tài tử Sofia Vergara vào hôm thứ Ba. Sau khi tham gia quá trình làm việc, tạo hình của các nhân viên, Vergara cho biết cô khâm phục tinh thần làm việc của những nhân viên khắc tượng và vật liệu bằng sáp. Đây là một công trình nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Cô Sofia Vergara ca ngợi các nhân viên tạo bức tượng chân dung bằng sáp và đây là một niềm vinh dự lớn lao. Vergara mong đợi mọi người sẽ đến Madame Tussauds để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bằng sáp và chụp hình lưu niệm. Khi được hỏi sự khác biệt giữa người thật và tượng sáp như thế nào, nữ diễn viên Sofia đã đùa và nói rằng để cô đứng giữa so sánh mới thấy được sự tài hoa của các nhà tạo hình bằng sáp này. Trong sitcom Gia đình hiện đại trên đài NBC của Hoa Kỳ, Vergara đóng vai Gloria thu hút hàng ngàn người hâm mộ về gu thời trang của cô trong chương trình này. Chương trình đánh dấu sự thành công và nổi tiếng của cô tại Hoa Kỳ. Phát biểu trước các phóng viên, cô cho biết nhân vật Gloria là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Tất cả những gì cô đạt được đều do vai Gloria đem lại. Do vậy, cô muốn có một bức tượng trông giống như cô trong vai Gloria. Bức tượng tại New York quyến rũ hơn cả khi được khoác lên mình một trong những chiếc váy yêu thích của Sofia, chiếc váy Marchesa. Vào tháng 7, Sofia tiếp tục đóng vai chính trong một chương trình mới được phát sóng ở châu Mỹ Latin. Cô muốn làm chương trình văn nghệ có chút hài hước, đem lại sự thoải mái cho mọi người. Sofia sẽ tham gia cùng các chính trị gia và nhân vật nổi tiếng như Tổng thống Barack Obama, Oprah Winfrey, Angelina Jolie, Whitney Houston và nữ hoàng nhạc pop Madonna trong bảo tàng sáp ở New York và Las Vegas.